Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát công tác bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018-2023. Lãng phí tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Học tập Cộng đồng xã Cô Bị. Trong phần tin thế giới, Cuba và Mỹ hội đàm giảm căng thẳng quan hệ song phương. Phái bộ Palestine tại Mỹ chính thức ngừng hoạt động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật vụ thu đông và ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Tại đầu cầu Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng các địa phương tham gia. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong 8 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 4 ổ dịch cúm gia cầm do virus cúm AH5N6 làm trên 13.200 con gia cầm mắc bệnh. Đối với gia súc, toàn quốc đã có 9 ổ dịch lở mồm long móng làm hơn 600 con gia súc mắc bệnh, một ổ dịch tai xanh và một ổ dịch chó dại. Trong vụ thu đông năm 2018-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh động vật như cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, bệnh dại. Hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác giám sát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch trên gia súc, gia cầm. Bộ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, tổ chức giám sát chủ động, đánh giá biến đổi virus và lưu hành mầm bệnh, lập bản đồ dịch tễ, đánh giá hiệu lực vaccine. Đối với dịch bệnh tả heo châu Phi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương nắm bắt chặt chẽ thông tin về tình hình dịch bệnh để tuyên truyền đến người dân và các hộ chăn nuôi, nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Các địa phương cũng triển khai tiêu độc khử trùng các khu vực chăn nuôi, chợ, điểm mua bán, giết mổ động vật, thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục đợt giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ. Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 có diện tích hơn 951 ha. Hiện nay tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 95%. Loại hình sản xuất trong khu công nghiệp là công nghiệp điện, công nghiệp phân bón, công nghiệp thép, công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng, kho, cảng. Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa riêng biệt và xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất là 4.000 mét khối một ngày đêm. Công ty Easyco, chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Mỹ 1, đã ký hợp đồng xử lý nước thải với 55 doanh nghiệp và hiện nay 100% doanh nghiệp đã đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp. 5 doanh nghiệp còn lại không đấu nối nước thải vào khu công nghiệp đều có giấy phép xả thải riêng. Theo thông tư số 35 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì hệ thống nước thải phải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nên hiện nay, Easyco đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật tuyến ống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Đoàn kiểm tra Quốc hội đã đề nghị công ty Easyco sắp xếp lại kho chứa hóa chất, giảm thiểu mùi hôi, đảm bảo tốt hơn các quy định về bảo vệ môi trường. Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội cũng đã giám sát tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép miền Nam VN Steel tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1. Nhà máy thép miền Nam là đơn vị đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Lãnh đạo nhà máy cho biết, hệ thống quan trắc khí thải tự động của nhà máy đã kết nối dữ liệu với trung tâm quan trắc tự động tỉnh từ năm 2017. Lượng xỉ thép phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy là 3.000 tấn một tháng. Hiện đã được công ty cổ phần Thành Đại Phú Mỹ, khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thu gom và xử lý. Lượng bụi lò phát sinh của nhà máy khoảng 800 tấn một tháng đã được chuyển cho công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Loại Màu miền Bắc xử lý. Trong quá trình khảo sát thực tế, đoàn giám sát của Quốc hội đã phát hiện tại một số khu vực có tình trạng nước mưa chảy qua bãi phế liệu rồi chảy tràn ra sông Thị Vải mà không qua hệ thống thu gom và xử lý. Bụi thép từ quá trình nhập phế liệu của nhà máy phát tán ra ngoài chưa được xử lý triệt để. Ngoài ra, nhà máy không có hệ thống cảnh báo nguy hiểm trong khu vực sản xuất, không có biện pháp che chắn bãi phế liệu nhằm giảm thiểu tình trạng bụi phát sinh. Lãnh đạo công ty thép miền Nam cam kết sẽ khắc phục những lỗi vi phạm trong thời gian tới. Sau khi giám sát thực tế công tác bảo vệ môi trường tại một số khu công nghiệp và doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chiều nay đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo cáo với đoàn giám sát Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra 551 cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng số tiền hơn 19 tỷ 600 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn, không thực hiện báo cáo giám sát môi trường, thực hiện không đúng nội dung đã cam kết trong thủ tục môi trường được phê duyệt. Trong hai năm 2016-2017, tỉnh cũng đã phối hợp với các đoàn của Tổng cục Môi trường thanh tra 10 chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, 51 cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định. Qua 2 ngày giám sát tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Eclat, nhà máy thép miền Nam, đoàn giám sát Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội ghi nhận một số sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở như xử lý chất thải nguy hại chưa đúng quy trình, hoạt động khi chưa được cấp phép đánh giá tác động môi trường. Các doanh nghiệp đều có các thiếu sót về công tác quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại. Ví dụ là không thiếu cái dán nhãn mác thì cũng thiếu về cái rãnh thu gom, thiếu rãnh thu gom thì thiếu cái rổ thu gom, không thiếu rổ thu gom thì thiếu cái cửa, không thiếu cửa thì thiếu bờ chắn. Tại buổi làm việc, các sở ban ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp. Như khu công nghiệp Phú Mỹ 1 chưa có hành lang cách ly an toàn với khu dân cư. Việc tập trung quá nhiều các nhà máy luyện thép, cán thép trong cùng một khu công nghiệp khiến cho môi trường khu dân cư, khu vực lân cận bị ảnh hưởng. Chưa có hướng dẫn xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với loại hình dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiến nghị đoàn công tác nhiều vấn đề về công tác bảo vệ môi trường, như xem xét hỗ trợ cho Bà Rịa Vũng Tàu 50% số thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác dầu thô và khí thiên nhiên để triển khai đề án và đầu tư nhà máy xử lý chất thải cho huyện Côn Đảo, cho phép tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng các yêu cầu riêng của tỉnh về thu hút đầu tư các dự án lưu vực sông Thị Vải nhằm bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn và phù hợp với công tác quản lý của địa phương. Vấn đề mà xử lý mà nước thải ra môi trường là chúng tôi cố gắng sẽ thực hiện từ đây cho đến năm 2030 là phải làm sao ra loại em hết. Và những cái doanh nghiệp nào nếu mà công nghệ cũ quá là yêu cầu họ phải thay đổi và tỉnh sẽ có cái chính sách hỗ trợ. Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đánh giá cao công tác quản lý, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian qua. Tuy nhiên, thời gian tới, tỉnh cần xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong xử lý vi phạm về công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị tái phạm. Trong cái trường hợp chúng ta đã đôn đốc chỉ đạo và tạo điều kiện, nhưng mà nếu như doanh nghiệp mà cố tình vi phạm hoặc chây thì xin đề nghị đồng chí là xử lý nghiêm. Đối với những địa bàn đấy mà ô nhiễm nghiêm trọng thì cái công tác xử lý phải cực nghiêm thì nó mới tăng cái tác dụng đặc biệt lên. Đoàn đã ghi nhận các khó khăn, kiến nghị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để nghiên cứu và làm việc với các bộ ngành để có báo cáo tham mưu Quốc hội có chính sách phù hợp. Chương trình thời sự tối xin được tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018-2023 do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đã diễn ra vào sáng nay. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền và giáo dân, vận động tín hữu cùng đoàn kết, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, công tác bác ái xã hội, khuyến học khuyến tài, nếp sống văn minh. Nhờ đó đến nay, số hộ công giáo nghèo theo chuẩn quốc gia chỉ còn 2%, 100% số hộ sử dụng điện, được dùng nước sạch, có nhà vệ sinh. Hiện nay có gần 160 người có đạo là đại biểu Hội đồng nhân dân, hơn 220 người tham gia công tác mặt trận, chính quyền xã, phường, thị trấn, hơn 3.600 người là cán bộ tổ dân cư. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước,
chú trọng các lĩnh vực xã hội từ thiện, nhân đạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo toàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nhân đại hội Người Công giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2018-2023, 32 tập thể và cá nhân đồng bào Công giáo đã được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2013-2018. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 80 giáo xứ giáo họ với hơn 51.000 hộ giáo dân, chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh. Phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, từ thiện bác ái, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo được triển khai đến đồng bào Công giáo tại Bà Rịa Vũng Tàu với những tiêu chí cụ thể: tốt trong phát triển kinh tế, nếp sống, trật tự xã hội, giáo dục, y tế, dân số, bảo vệ môi trường, nghĩa vụ công dân, và đẹp trong đạo đức lối sống, tinh thần bác ái, nếp sống đạo. Lan tỏa tinh thần bác ái, 5 năm qua, bằng tinh thần tiết kiệm kinh phí sinh hoạt và vận động nguồn đóng góp của giáo dân, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà cho người nghèo, cứu trợ thiên tai, bão lụt, khuyến tài, khuyến học với giá trị hàng chục tỷ đồng trong các dịp lễ Tết, Giáng sinh. Xây dựng mới hơn 70 căn nhà nhân ái, sửa chữa hơn 11 căn nhà trị giá gần 4 tỷ đồng cho người nghèo, người đồng bào dân tộc Châu Ro tại Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh thành lân cận. Dạ, dạ, nhờ có mấy chú vô nhà thì hai vợ chồng em mới có một căn nhà bây giờ ổn định, hai vợ chồng em mới lo làm ăn nuôi con nuôi cháu. Chung tay cùng chính quyền thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các giáo xứ cũng chăm lo và vận động trước tiên chính bà con giáo dân tự giúp nhau và nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đến nay, số hộ nghèo trong cộng đồng Công giáo chỉ còn dưới 2%. Thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiều gia đình Công giáo tiên phong trong phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Riêng với chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai từ năm 2013 đến nay, bà con giáo dân các vùng nông thôn đã đóng góp hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công và hiến trên 4.000 mét vuông đất cho các công trình giao thông, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn ở những giáo xứ Tân Phước, Phước Bình, Phước Lâm, Hải Lâm, Tân Hải, v.v. Các cái phong trào thì gia đình Tôn giáo nói riêng và gia đình các hộ dân trong địa bàn xã nói chung thì luôn luôn ủng hộ các cái phát động phong trào của chính quyền xã Tân Hải đề ra. Đặc biệt là cái phong trào mới đây nhất đó là vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền và cơ sở vật chất để mà xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì đồng bào Công giáo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cùng với hệ thống chính trị của toàn tỉnh góp phần xây dựng đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế, về văn hóa, xã hội và đảm bảo trật tự an ninh chính trị trên địa bàn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những đóng góp của các giáo xứ và bà con giáo dân trên tinh thần tốt đời đẹp đạo cũng là thể hiện niềm tin của đồng bào Công giáo Bà Rịa Vũng Tàu vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền để đưa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng phát triển, đưa cuộc sống người dân, trong đó có người Công giáo, không ngừng ấm no, hạnh phúc. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa nghe Ban Quản lý Dự án các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả xét chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương, thị xã Phú Mỹ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các khu công nghiệp tỉnh, qua xem xét hồ sơ của các nhà đầu tư và dựa trên bộ tiêu chuẩn xét chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương do Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, thì liên danh An Phú, Ngọc Việt có số điểm cao nhất đáp ứng các tiêu chí của tỉnh. Sau khi nghe Ban Quản lý Dự án các khu công nghiệp báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý liên danh An Phú, Ngọc Việt, Sở Đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Long Hương, thị xã Phú Mỹ, như đề xuất của Ban Quản lý các khu công nghiệp
và tổ xét chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hưng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trình giao Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn liên danh An Phú Ngọc Việt thực hiện các thủ tục tiếp theo để đầu tư khu công nghiệp Long Hưng theo quy định. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, nghe công ty báo cáo đề xuất thực hiện 5 dự án tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bình An Phước Bửu, dự án quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lộc An, huyện Xuyên Mộc, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Suối Ớt, huyện Côn Đảo, dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, dự án khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Sau khi nghe công ty giới thiệu về năng lực đầu tư, về quy mô và tính khả thi của các dự án, ông Nguyễn Văn Trịnh ủng hộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty nhanh chóng phối hợp với các sở ngành và địa phương xúc tiến các thủ tục đầu tư trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, từ năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương chỉ đạo các trường mầm non thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì trong thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, các trường phải đảm bảo những tiêu chí xây dựng môi trường giáo dục, kế hoạch giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá sự phát triển cho trẻ, sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng. Đến nay, sau 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giáo dục mầm non ở các địa phương trong tỉnh đã có sự thay đổi diện mạo rõ rệt. Thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã tạo được sân chơi nhằm kích thích tư duy cho trẻ. Một số trường xây dựng môi trường giáo dục mang tính mở, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động vui chơi và trải nghiệm đa dạng. Thì trong quá trình thực hiện thì giáo viên cũng như nhà trường là tạo rất là nhiều cái khu vực để cho trẻ nó hoạt động. Và trong các cái khu vực lớp thì giáo viên tạo ra nhiều cái góc hoạt động mở để cho trẻ được trải nghiệm. Cũng giống như là trong cái tiết học và các cái hoạt động thì luôn là lấy cái hoạt động trải nghiệm ra làm cái trung tâm cho trẻ nó thực hiện. Nhiều trường mầm non đã tận dụng tối đa không gian bên ngoài để bố trí các khu vực cho trẻ hoạt động, tạo được hình ảnh và ấn tượng riêng của trường. Khu vực hoạt động ngoài trời được quy hoạch gọn, hợp lý, đảm bảo tính an toàn, thân thiện, phù hợp với diện tích, đặc điểm của từng trường. Như trường mầm non Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, nhà trường phối hợp với phụ huynh, học sinh xây dựng được một không gian xanh với những bồn hoa, vườn rau, cây cảnh cùng nhiều đồ dùng, đồ chơi do chính tay các cô giáo của nhà trường sáng tạo từ những phế liệu. Xây dựng làm sao để môi trường được xanh mát và trẻ được chơi nhiều hơn, được trải nghiệm nhiều hơn để qua đó tích lũy những cái kỹ năng sống để thông qua đó thì để phát triển toàn diện. Trường mầm non Hoa Anh Đào, thành phố Vũng Tàu, dù khuôn viên của trường khá chật hẹp, song nhà trường đã tận dụng mọi không gian để sắp xếp, trang trí hợp lý, tạo sự thẩm mỹ và thân thiện với trẻ. Nhà trường đã tận dụng những cái sảnh và tất cả sân trường vừa thể dục nhưng cũng là những cái trò vui chơi để cho các cháu vận động. Một trong những điểm mới của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là giáo viên từ chỗ chỉ truyền thụ kiến thức một chiều sang hướng dẫn, khơi gợi, phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu ở trẻ. Thay đổi môi trường lấy trẻ trung tâm thì bây giờ là trẻ sẽ là người, cô chỉ là người hướng dẫn thôi. Còn trẻ sẽ là người tìm hiểu, người khám phá và thậm chí trẻ còn đặt câu hỏi cho cô để cô trả lời và các bạn cũng có thể trao đổi với nhau, trả lời những cái câu hỏi với nhau. Theo sự đánh giá của các trường, sau 2 năm thực hiện, trẻ chủ động sáng tạo, tư duy tích cực hơn trong các hoạt động. Trẻ được phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non mới. Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đã và đang góp phần thay đổi diện mạo giáo dục mầm non trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hiện đang chỉ đạo các trường tích cực phát huy và nhân rộng hơn chuyên đề này đến 100% trường mầm non trong toàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, hiện nay toàn tỉnh có 75% trong tổng số 175 trường mầm non thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Trong đó, huyện Côn Đảo, Châu Đức và thành phố Bà Rịa có 100% trường thực hiện tốt các tiêu chí đề ra. Thưa quý vị, nhiều năm qua, mô hình trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn được các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quan tâm đầu tư. Từ những đầu tư đúng mức mà nhiều trung tâm đã phát huy vai trò, là nơi lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong nhân dân, lan tỏa tinh thần luyện tập sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương.
Thế nhưng thực tế cũng cho thấy, không ít trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng chưa phát huy trọn vẹn ý nghĩa thúc đẩy văn hóa thể thao, học tập cộng đồng, qua đó gây lãng phí trong đầu tư công. Trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã Cổ Bị, huyện Châu Đức là một minh chứng. Ngày 6 tháng 9 năm 2018, đoàn kiểm tra Sở Văn hóa Thể thao tỉnh kiểm tra đột xuất Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Trung tâm nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông và tập trung đông dân cư. Nhìn bên ngoài, đây là trung tâm khang trang về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ khang trang và cả vị trí đắc địa về giao thông, bên trong Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị đều hiu, các phòng chức năng cửa đóng then cài, có phần rệu rã xuống cấp. Trở lại trung tâm vào ngày 11 tháng 9, phóng viên thời sự BRT tiếp tục ghi nhận tình cảnh vắng lặng của trung tâm. Thư viện tại trung tâm, theo lịch hoạt động là mở cửa phục vụ bạn đọc hàng ngày, trừ chủ nhật, nhưng đã hơn 9 giờ vẫn chưa mở cửa. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thư viện có hơn 1.600 đầu sách. Năm 2014 được bổ sung thêm 10 triệu đồng mua sách. Năm 2015 tiếp tục bổ sung kinh phí mua sách là 5 triệu đồng. Dạ, có vui chơi ở đó, nhưng mà mấy bữa là có đọc truyện ở đó, nhưng bữa nay trung tâm hạ hết mở rồi. Con rất thích đọc sách, như là sách Doraemon và Conan. Thư viện của trung tâm cộng đồng xã thực không thường xuyên mở cửa để chúng con có thể đọc sách. Trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị có các thiết chế thể thao, sân cầu lông, sân bóng chuyền, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời. Nhưng nhìn vào những thiết chế này, dễ dàng nhận ra rất ít khi được sử dụng. Xã Cù Bị này còn thiếu thốn nhiều cái lắm. Những mấy cái môn thể dục thể thao, cái giống như là cái tập dưỡng sinh, yoga đó. Vì có như nói chúng là các dụng cụ còn thiếu nhiều lắm. Thì bây giờ tôi cũng xin bề trên á để giúp đỡ, để tạo điều kiện cho có như phụ nữ chị em của tôi á để có điều kiện để tập. Không thôi bây giờ cứ đi bộ lang thang ngoài đường không à. Thì người dân người tuổi mà hồi cao tuổi già thì cũng ít sinh hoạt trong đó. Cái dụng cụ nó cũng hơi thiếu. Nên chứ chúng tôi cũng đi cái thể lực đi bộ bên ngoài. Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Cù Bị đưa vào sử dụng năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Và rõ ràng trung tâm có nhiều thiết chế thể thao nhưng lại thừa mà rất thiếu với nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Nên đó là lý do quan trọng trước tiên khiến trung tâm không thu hút người dân đến sinh hoạt. Thưa quý vị, đầu tư lớn nhưng chưa hợp lý khiến một trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng khang trang ở xã Cù Bị có mà như không. Tuy nhiên, đó cũng chưa phải là lý do duy nhất. Còn những yếu tố nào khiến cho một trung tâm khang trang, vị trí giao thông thuận lợi như Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng Cù Bị 3 năm qua không phát huy được vai trò, giá trị đầu tư? Nhóm phóng viên thời sự sẽ tiếp tục tìm hiểu và chuyển đến quý vị. Chương trình thời sự tối xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Kofi Annan, đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Accra, Ghana, quê nhà của ông, theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Đưa tiễn ông Annan có đông đảo các nhà lãnh đạo châu Phi và các quan chức cấp cao trên thế giới. Khoảng 6.000 người đã đến viếng và nói lời tạm biệt cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, trong ngày 13 tháng 9. Trước khi thi hài ông được đưa về an táng tại nghĩa trang quân đội tại Accra, Ghana. Trong bài phát biểu tại lễ tang, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres đã ca ngợi ông Annan là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới, với niềm tin sâu sắc vào vai trò của Liên Hiệp Quốc như một tổ chức hoạt động vì những điều tốt đẹp. Trước đó, hôm 22 tháng 8, một buổi lễ tưởng niệm ông Kofi Annan cũng được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ. Hôm qua, quan chức Mỹ và Cuba đã có cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington để thảo luận về nguyên nhân dẫn tới các vấn đề về sức khỏe của một số cán bộ, nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Cuba, khiến quan hệ giữa hai nước căng thẳng. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Heather Nauert cho biết, trong cuộc trao đổi, phía Mỹ đã thảo luận với đại diện Cuba về vấn đề sức khỏe của nhân viên ngoại giao Mỹ. Tuy không nêu nội dung chi tiết cuộc gặp này, nhưng bà Nauert thông báo, cuộc thảo luận có sự tham gia của các nhân viên y tế và chuyên gia trong lĩnh vực này của Mỹ.
Trước đó, ít nhất 26 người Mỹ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ tại Cuba đã gặp vấn đề về sức khỏe với những triệu chứng suy giảm thính giác, ù tai, chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi. Những triệu chứng này được mô tả là hậu quả của hoạt động tấn công bằng sóng âm. Ngày 13 tháng 9, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty ở Nga và một công ty ở Trung Quốc với lý do hỗ trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào công ty Versace Silver Star đặt tại Nga và công ty Yanbian Silver Star New York Technology đặt tại Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ áp đặt trừng phạt với một công dân Triều Tiên có tên gọi Song Hoa Chân. Hồi tháng trước, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một cơ quan dịch vụ cảng biển của Nga cùng các công ty Trung Quốc do thực hiện giao dịch thương mại với Triều Tiên. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể làm tổn hại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và có thể gây ra những hệ quả khó lường. Liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông, ngày 13 tháng 9, Phái bộ Ngoại giao Palestine ở Washington đã ngừng hoạt động sau yêu cầu từ phía Mỹ nhằm gây sức ép buộc Palestine tham gia các cuộc hòa đàm với Israel. Đây là động thái mới nhất sau một loạt quyết định gây khó dễ của chính quyền Mỹ đối với Palestine thời gian gần đây. Người đứng đầu phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine PLO tại Washington, ông Hustam Jomblot cho biết, ngày 13 tháng 9 là thời hạn chót mà Mỹ đã đặt ra đối với việc đóng cửa phái bộ này. Trước đó, Mỹ đã ngừng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nhân đạo cho người tị nạn Palestine, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine. Chính phủ Mỹ đã chấm dứt khoản viện trợ trị giá 200 triệu đô la Mỹ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cho Palestine. Liên tục bản tin là những thông tin khác. Cảnh sát Massachusetts, Mỹ xác nhận đã có hơn 70 vụ cháy nổ xảy ra trong ngày hôm qua 13 tháng 9, khiến nhiều người bị thương. Công ty điện địa phương đã cắt điện tại những khu vực bị ảnh hưởng. Thông báo trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát cho biết còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân của vụ việc, trong khi truyền thông địa phương cho rằng vụ việc có thể do vỡ đường ống khí đốt. Siêu bão Florence đang tiến sát các khu vực thuộc hai bang South Carolina và North Carolina, miền đông nước Mỹ, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Cường độ của cơn bão này hiện là 155 km/h, giảm nhiều so với dự báo của giới chuyên gia. Để đề phòng ảnh hưởng nặng nề của bão Florence, chính quyền Mỹ cân nhắc khả năng sử dụng hệ thống đê chắn lũ lần đầu tiên để bảo vệ Nhà Trắng và các khu vực lân cận, cũng như các tòa trụ sở chính quyền liên bang. Siêu bão Mangkhut mạnh cấp 17 với sức gió lên đến 250 km/h sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc Philippines trong ngày 15 tháng 9. Ước tính 4 triệu người Philippines nằm trên đường di chuyển của siêu bão. Tổ chức Chữ thập đỏ đã đặt các đội tìm kiếm cứu hộ ở Philippines vào tình trạng khẩn cấp. Hàng ngàn người sống ở vùng ven biển đã bắt đầu được sơ tán. Sau khi vượt qua Philippines, siêu bão này sẽ gây ảnh hưởng đến Hồng Kông và tiến vào Biển Đông. Tin siêu bão gần Biển Đông, siêu bão Mangkhut. Lúc 13 giờ chiều nay, siêu bão Mangkhut cách đảo Luzon, Philippines khoảng 360 km về phía đông. Khoảng trưa và chiều mai, siêu bão sẽ đi vào khu vực đông bắc của Biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay ở vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 11, cấp 12. Từ sáng mai tăng lên cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, bão có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16 đến 17 tháng 9, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17 đến 18 tháng 9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17 đến 19 tháng 9. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 14 tháng 9. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mưa tăng cả về diện và lượng, có nơi mưa to kèm theo gió giật mạnh nên bà con cần lưu ý. Ban ngày trời nhiều mây và có nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo, trời nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%.
Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động nhẹ đến động. Tại Vũng Tàu ngày 15 tháng 9 năm 2018, mực nước cao nhất 370 cm xuất hiện lúc 17 giờ 15 phút, thấp nhất 130 cm xuất hiện lúc 11 giờ 15 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.